Hello với chào mừng em đã quay trở lại channel mình nhá. Thì clip hôm nay mình lại tiếp tục làm một game đấu solo squad cho mọi người thôi. Trong thời gian này thì vẫn đang đợi chờ những cái bản update mới từ bên phía game ấy thì mình mới có những cái nội dung mới và làm clip cho anh em được. Hy vọng anh em ủng hộ mình nhá. Rồi, ui một team đáp ra ngoài muộn này. Thôi bạn chết rồi, ông kia chỉ cần cầm lục thôi là mình vẫn giết được này, các bạn tin không? Ui giời ơi, chạy chạy đi đâu? Rồi, hai viên là nốc anh em ạ. Cái lục đại bàng sa mạc mặc dù bắn hơi khắm nhưng mà đầu game mà ông nào chưa có giáp ấy thì chỉ cần hai viên vào người là nốc thôi, rất là mạnh. Rồi. Sao lại có mỗi hai tên vào đây thôi nhờ? Thế đồng đội đâu nhờ? Thôi, chắc là có mỗi hai tên thôi anh em. Nãy mình cũng chỉ thấy có hai bóng rổ. Ờm luôn này. Đấy thì mình cũng chia sẻ, nói chung là cái thời gian này thì mình đang khá là bận chuẩn bị cho mùa sau nữa. Với lại mình cũng đang cố gắng phục vụ một ngày hai clip cho anh em trong mùa dịch. Các bạn cũng yêu cầu thì mình vẫn cố gắng mình làm thôi. Đấy, buổi trưa thì mình sẽ ra cái clip mình làm mới ấy, như là solo hoặc là đi với lại người lạ. Còn buổi chiều thì mình sẽ cắt lại live những trận đấu hay cho anh em, dành cho những bạn mà không có thời gian để xem live hoặc là những bạn mà kiểu khi xem live mà bị lag ấy. Đấy. Cho nên là thời gian này thì gần như là đã chiếm một nửa cái thời gian để mình quay clip rồi, cho nên là nếu như mà chất lượng clip mà nó không được tốt thì mong anh em thông cảm nhá. Ok. Nói chung là cũng hơi bận và cũng hơi mệt một tí nhưng mà anh em yêu cầu thì mình vẫn cố gắng mình thực hiện những cái clip cho mọi người thôi. Đấy, để gọi là thay đổi không khí cho trận đấu này thì trận này mình sẽ cầm luôn combo AK đi nhở. Trận này sẽ cầm combo AK và cố gắng lấy cái top 1. Một trận à quên, một khẩu AK mình sẽ bắn với lại Red Dot cự ly gần và một khẩu mình sẽ tìm cốc to và mình gắn vào mình xây xa nhá. Tí nữa mở xưởng Tesla lấy cái cốc 6 ấy. Đấy, cây thứ hai phải dùng cốc 6 xây xa cho nó khó, đúng kiểu tăng độ khó game một tí ấy. Chứ không thì suốt ngày cứ mở 4 hay là Scaler anh em cũng đã quá là nhàm chán rồi. Còn cái lý do tại sao mà thời gian gần đây mình chơi cái map này nhiều thì thật sự anh em là map này đồ rất là giàu và tìm người nó cũng dễ nữa, cho nên là từ 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 mình nghe thấy có một tiếng chân, hình như là bạn của hai ông Trung Quốc. Mình nghe không nhầm là nó đứng kê ngay chỗ góc tường này, chắc là tên này lút ở chỗ khu nhà ở trên kia xong bây giờ mới công xuống à, đúng không ta? Mình công luôn nhá. À còn bot rồi, nói chung là mình đã lộn anh em ạ. Thì đấy, thời gian gần đây thì mình đang chơi cái map này nhiều tại vì qua mùa mới thì nó cũng mất mà, cho nên là qua mùa mới thì mình sẽ quay về map thường nha anh em. Chơi map này nó đang giàu, đang sướng mọi người ạ. Nào thử gọi là bug xem có kịp không nào. Không được rồi. Nói chung là cái lỗi này mình không bắt được đâu nha. Có bug thì chắc là game cũng fix rồi. Khu này như không có ai. Ô bên này có tiếng barrel này. Một ông Trung Quốc vừa bắn một con bot thì phải. À, ôi con xe Tesla này. Đây rồi. Đang bắn ai đây bạn ơi? À, đang gặt con bot anh em ạ. Sao lại có mỗi một tên lấy con xe chỗ này nhỉ? Ok, một tên nữa nhỉ? Vâng, đây là con bot rồi. Uầy, uầy, uầy. À, trong tech center có người mọi người ơi. Rồi, cứ bình tĩnh. Ô, mình nghe tiếng có AUG à? Team này đã có súng thính rồi cả. Ảo thế nhỉ? Để mình smoke, mình loot xác ông này rồi sau đó mình sẽ từ từ mình tiếp cận cái team tech center nhá. Với lại một điều mà mình khá thích khi chơi map này ý, là anh em để ý là cứ mỗi lần mà chơi map này mà vào khu Tech Center nhá, cực kỳ đông luôn. Không biết trận này sẽ như nào nhưng mà đi qua chỗ Tech Center với lại chung cư này luôn luôn có ít nhất là một hoặc hai team luôn anh em ạ. Cho nên là mình chơi map này ý, mình đi tìm người nó rất là dễ. Nhiều khi mình chơi map kia mình săn người mãi không được ý, đâm ra là mình cũng nản. Rồi, lấy xe công lên luôn đi mọi người. Đủ đồ rồi. Full cả ba lô rồi, chẳng có gì để loot nữa rồi. Bây giờ phải tìm góc nào để sấy nóc được một ông trên nóc đã rồi mình mới công xe vào. Chơi nhiều khu tech center này đâm ra là mình cũng khá là thuận lợi địa hình ở khu này. Mới đầu mà khi chơi cái map này ấy, mình thấy rất là bỡ ngỡ luôn nhưng mà cứ chơi nhiều thì thành quen thôi. Đây, mình luôn luôn là dừng xe trên đầu đồi dốc này để mình quan sát cho nó dễ. Đây này, mình thấy một tên này. Rồi, mù mắt. Căn bản là quả đấy tên này nó nằm xuống nhanh quá, nó núp hơi bị nhanh luôn đấy. Này bên trái một tên nữa này, như kiểu hai team đấy anh em ạ. Mình nghi lắm, thấy ông này đang còn kê về chỗ hướng đằng kia mà quay lưng về chỗ mình mà, thế khả năng chỗ này hai team chắc rồi. À, bên kia có một tên đang dự khiên nữa kìa. Đấy, các bạn thấy không? Ô một tên nhảy xuống này,
Ui rồi ôi, có tên nữa nhảy luôn anh em ạ. Ui rồi ôi, công luôn đi mọi người ơi. Một ông nóc lại một ông yếu rồi. Ôi vâng, vẫn bị tên AOG nó táp anh em ơi, nhưng mà mình cứ công hai cái ông ngay dưới này trước đang cứu ấy. Mấy ông này nhảy từ trên nóc nhảy xuống thì cũng đã mất 1/4 máu rồi nha, cũng hơi yếu rồi đấy. Đấy, cứu được rồi này. Chạy đi đâu bạn ơi, chạy nhanh lên. Còn ông này nữa, yếu chưa? Rồi, hết đạn thì bạn chết rồi. Đấy, một team clear này, biết ngay team này là team khác mà. Còn ông mà vừa cầm AOG mà táp táp mình là team khác nữa anh em ạ. Rồi. Đây, trên nóc này anh em. Bây giờ mình sẽ lên trên chỗ cầu thang để mình check xem có là team này có mấy người thì lúc đó mình mới công được. Uầy. Mình thấy cũng đông đấy. Khả năng là cũng có thể là ba tên nhưng mà ít nhất là có hai người rồi này, chắc chắn luôn. Cũng có thể là ba tên hoặc thậm chí là bốn nếu như mà một hai ông sẽ ngồi im và canh anh em ạ. Mình đã gặp rất là nhiều trường hợp rồi, nghe có hai tiếng chân, thậm chí là một tiếng chân nhưng mà đến khi công lên thì nguyên bốn ông ạ, dã man thật. Cho nên là mình cũng không nên chủ quan được nhá. Bây giờ để mà công được cái chỗ này thì chắc chắn là mình phải dùng cái bệ nâng thôi. Mỗi ông kê một đầu, nhưng mà trước khi mà lên được cái bệ nâng để chiếm được cái nóc thì mình phải dụ mấy ông này đã, không mấy ông này nghe được mình ra bên kia canh là mấy ông ấy sẽ không không gọi là ra canh, không không cho mình lên luôn. Đấy, mình ốp quả bom để mình cho mấy ông này ù tai. Và sau đó mình sẽ luồn ra sau để mình lên cái chỗ cái bệ nâng để nâng lên trên nóc. Bây giờ mà gặp mấy ông mà đang thủ nóc như này thì chỉ có cách công chỗ này là ok nhất thôi. Nếu như mà mình đi một mình solo như này, còn đi team thì mình không biết. Team nếu mà team mạnh thì cũng có thể là công cầu thang và chơi được. Nhưng mà cũng hơi khó đấy, tại vì góc này các bạn thấy đấy, nhiều khi một mình kê team 3, team 4 công từ cầu thang lên còn khó chứ đừng nói là một team. Đây trước mặt mình này. Đấy, bây giờ là mình chiếm được nóc, bây giờ công được mấy ông này thì dễ dàng hơn rất là nhiều đấy. Chết này bạn ơi. Ôi, nó leo qua làm gì đây? Ôi. Ồ, thì ra là tên lẻ anh em ạ. Thế là 3 team nha mọi người. Các bạn thấy không? Không phải là 2 team đâu mà 3 team nha. Thế là còn team còn lại nữa thôi. Thế mà mình tưởng là đồng bọn luôn, hóa ra là 2 team nữa đang còn kê nhau anh em ơi. Ủa mà kỳ lạ nhờ, quả bom lúc nãy mình quăng như thế mà mình cho thêm tơn đầu mà mình tưởng nốc rồi nên mình dừng đam chứ. Chắc là quả bom đấy nó bị gọi là bị kiểu bị mắc ấy, nó không dính đam. Đây này, trước mặt mình này, nốc này, biết ngay mà. Thêm quả lửa nữa, vẫn còn tiếng chân. Ui rồi dính lửa rồi anh em ơi, công được. Bạn chết. Ui. Ui, khó rồi, mắc cái bạn nốc. Công luôn này rồi. Hai tên nữa anh em ạ. Trời ơi, đông dã man luôn. Thế là vào đây là 3 team nha mọi người. Hai team 2 và một ông lẻ, chuẩn luôn. Thế là 5 kill luôn chỗ này. Đấy, 3 team kê nhau mình vào mình gọi là xử lý hết, giải quyết hết luôn chứ bây giờ mấy ông cứ kê nhau như này có mà hết trận. Rồi, bây giờ và mình đi loot thôi. Thính chỗ nào nhỉ? Ô, cái gì đây? Lại một team nữa vào. Em thấy không? Khu này thật sự muốn nghỉ để gọi là thở tí mà mấy ông này không cho thở cơ. Vừa bắn xong, vừa mới kịp hiêu máu đã công vào rồi. Mình đang còn chưa chuẩn bị tinh thần để mình bắn nhau tiếp. À, có tên nâng này. Nâng à bạn ơi. Đấy, team này chia người. Kìa, hai tên trước mặt kìa. Mình gạt được một ông rồi. Rồi, đốc thêm một ông nữa này. Vẫn có một ông nữa anh em ạ. Các bạn thấy team này chia người hợp lý không? Một ông nâng với lại hai ông công. Bây giờ mình sẽ sờ mốc để mình lấy cái quả bom trước mặt. Mình hết bom rồi cho nên là mình sẽ liều mạng mình lấy quả bom này để quăng vào cái chỗ cầu thang trước mặt nha. Đây. Nói chung là chơi cái chỗ khu tech center này mình phải tỉnh anh em ạ. Đang cứu đấy, cứu thì chết rồi bạn ơi. Rồi, nóc này. Ô, nóc 2 luôn à? Còn một tên cuối nữa. À, vào đây. Hình như ông này cũng yếu hay sao ấy, vào đây hiêu máu này. Bạn chết. Ôi, nó hiêu được máu rồi. Hết đạn chưa? Trời ơi, chạy đi đâu bạn ơi? Ui, vậy là nguyên 4 luôn mọi người ạ. Ôi, dã man thật, chín mạng luôn. Kinh khủng thật. Đấy, các bạn thấy chưa? Nói chung là vào cái khu tech center này lúc nào bắn nhau cũng sướng. Đấy là cái lý do tại sao mà mình, một phần là mình thích chơi cái map này là cũng vì vậy đấy. Ồ, bạn này có flare gun này. Mới là flare đã bắn chưa nhỉ? Ui, chưa bắn luôn anh em ạ. Lại còn shipper cho mình cái flare nữa. Rồi, lấy giáp mũ thôi, M3 kìa.
Trận này lỡ hứa bắn AK rồi, nhưng mà nãy mình thấy có ông cũng cầm MG3 trận này, cho nên là mình sẽ cầm luôn một cây MG3 nhé. Còn cây AK kia mình sẽ để mình xây với cốc 6 đi. Một tí nữa mà lỡ gặp ông MG3 kia mình lại không không trụ lại được. Thính bên kia chẳng có xe. Ồ, sao lại có tiếng M249 lại gọi mình thế này? Từ từ nha, gặp mấy ông mà kiểu đứng trong chung cư mà gọi như này là rất là nguy hiểm luôn đấy anh em ạ. Con xe này, à xe buggy à? Xe buggy thì chắc là có một hoặc hai tên thôi à? Đây, công chung cư thì các bạn cứ cho một quả bom hoặc quả lửa vào cái chỗ ô cửa tầng 3 mà leo lên trên nóc như này, mấy ông hay kê ngay trên đấy lắm. Đấy, mình xác định được tướng chân ngay tầng 3 này, bên phòng bên trái này. Hình như là có mỗi một tên thôi anh em ơi. Thế thì bạn chết rồi. Cầm M... À quên, cầm M249 mà lại gọi M3 thì thôi tự sát. Tự làm game mới rồi bạn ơi. Úi rồi. Cái gì đây? Vâng, kê như không kê luôn anh em ạ. Kê kiểu này thì chỉ có sang bên góc nhìn FPP thôi thì kê như này mới hợp lý, chứ còn TPP này thì thôi bạn bảo anh ơi em ở đây này. Bây giờ mình sẽ qua hầm thính kia luôn nhá. Qua đấy xem coi là có người không ấy. Chắc chắn rồi. Ở đây có tiếng súng bên trái luôn anh em ạ. Hai team à? Mình vào mình hóng tí đi nhỉ. Ồ, nóc kìa, Uzi vừa nóc một bạn Philippines, hai team rồi. Và công chỗ này mình cũng hơi e ngại. Đây này, một team bên trái nữa. Từ 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 từ. Nóc một rồi anh em ơi. Gạt à? Ơ, đây này. Rồi, chạy đi đâu, nóc hai rồi. Mình công vào luôn. Ok, thôi xong rồi, lại ẩu rồi. Vãi nồi thật, mình đứng. Trời ơi, còn tên cuối này anh em. Mẹ, quả mình cầm M3 ra là mình tự tin quá, mình lại đứng lại mình chơi luôn. Mình đã bảo là mình công vào, mình lấy góc trong nhà để mình từ từ mình bắn á, mà hơi quả đấy hơi ẩu rồi anh em ạ. Ôi, ông này danh A-Master luôn. Bảo sao bắn cũng hay phết. Mình thử xem lại dead cam xem. Pha đấy ông này, mà rõ ràng là mình nghe ông này vẫn đang tầng 1, mà ông này công công lên tầng 2 xong ông ấy canh cửa cũng nhanh phết anh em ạ. Nói chung là cover cho đồng đội tốt đấy. Để cầm thêm cây Groza đã đâm ra là cũng mạnh. Nó chỉ thua mỗi cây MG3 thôi, chứ cây này nó cũng bắn mạnh dã man luôn, chứ đâu phải đùa đâu. Đấy, đứng tầm 1 nãy vừa xảy ra chỗ mình này mình nghe rồi, nhưng mà mình lại... Quả đấy mình hơi chủ quan. Vâng. Đấy, ui, ông này leo nhanh thật đấy. Trời ơi, góc này thì thôi. Góc này ông ấy nhìn rõ mình luôn mà mình không nhìn thấy cái đầu ông này để mình bắn luôn. Mình chỉ sấy vào ô cửa thôi. Toang nhờ trận đang hay mà gặp thanh niên cứng cam cửa như này mình hơi ẩu nữa, cho nên là toang rồi anh em ạ. Thôi bye bye mọi người nha, hẹn mọi người clip sau nhé.